Xin chào quý vị và các bạn. Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Sau 2 hôm tổng kết công trình cống nạm biếu thì anh em nghỉ ngơi ở nhà. Hôm nay nhận được một cái lời mời rất là vui và hạnh phúc khi mà bà con ở thôn Nạm Biếu hôm nay là sau cái những cái tiết mục văn nghệ với lại làm bếp ở trên công trình cống ấy, thì hôm nay là bà con tổng kết cái đội văn nghệ với lại tổng kết cho đội đầu bếp các bác ạ. Cũng có lời mời để anh em lên tham gia chung vui cùng giao lưu với bà con. Cũng gắn bó với nhau khoảng hơn 3 tháng thì cái tình cảm nó rất là nhiều những cái kỷ niệm đẹp. Và những cái thước phim mà anh em hôm mà đi về ấy, thì thực sự là những cái giọt nước mắt hạnh phúc của bà con, mà cũng là những cái giây phút mà chia ly nhau. Tất nhiên thì ở công trình nào cũng vậy thôi các bác ạ. Anh em đi những cái bản làng để giúp bà con về những cái công trình phúc lợi ấy, thì thực sự là có rất nhiều những kỷ niệm. Và có lẽ là sau khi công trình này kết thúc thì anh em sẽ phải sang một cái công trình mới hoặc một cái bản làng mới, thì ít khi được gặp bà con. Hôm nay cũng là nhân dịp để mà ôn lại những cái kỷ niệm các bác. Ok, anh em đang có mặt ở nhà của anh Xuân, trưởng thôn. Hôm nay anh em lên để cùng với bà con để rút kinh nghiệm. Đấy, chuẩn rồi. Đây, hôm nay anh em lên cũng được biết là bà con đang chuẩn bị tối nay là làm mấy mâm anh nhỉ? Năm mâm. Thì có mua 5 cân quả cam. Và để có quả chứ thế. Ba chú ơi. Ông bà chủ đi đâu hết rồi? Mọi người đang làm bếp ở trong này các bác. Ở bản Nạm Biếu này thì hiện tại là vẫn chưa có điện lưới quốc gia. Nhưng cái bóng điện này là điện nước của bà con các bác. Bà con ở đây là lắp máy, nhà nào có điều kiện thì lắp máy to, có thể dùng được 8-9 nhà thôi. Như hôm trước anh em đi vào trong bản ấy. Ôi giời, Minh Tu. Chào chào cô nhá. Chào chào cô nhá. Chào cô. Chào những người đẹp của thôn Nạm Biếu. Em chào các chị nhá. Vâng, chào. Thì đây là một ít cam mà anh em chuẩn bị ở Yến Lộ lên nhé. Lại có cả quả lên nữa cả. Cảm ơn nhé. Hôm nay là không biết là bà con ở trên này là làm cái ẩm thực gì đây, nhưng mà nhìn qua là mình thấy bên kia là có cái cơm lam rồi các bác. Đây, cơm lam. Bình thường thì các bác thấy bà con đi cầm cuốc, cầm xẻng để mà đi trộn bê tông, đảo vữa các thứ đấy. Hôm nay là sẽ được thưởng thức những cái đôi bàn tay này để mà nấu những cái món ẩm thực. Cơm lam này thì cái này bằng ống nứa chị nhỉ? Vâng. Ở xung quanh bản này thì có rất là nhiều những cái búi nứa đấy các bác. Thực ra làm những cái món cơm lam này với lại những cái món nướng ấy thì theo cha ông ngày xưa là chẳng, thực ra là thiếu cái nồi niêu song chảo các bác ạ, nên là phải dùng những cái này mà tận dụng tại chỗ. Đó, cho xôi vào, cho gạo vào này, xong là cho nước vào, xong là lấy cái lá rong hoặc lá chuối để nút. Cái này lúc nào thì biết là nó chín hả chị? Đốt quay từ dưới lên trên là chín rồi mà. Cứ đốt thế thôi. Vâng ạ. Lúc nào nó đen xì là chín. Vâng. Cứ đốt lúc nào thì nó cháy ở ngoài vỏ là chín rồi. Bên là đang sôi rồi đấy chị nhỉ? Vâng. Thấy khói. Ống này sôi rồi. Ống này cũng sôi rồi. Anh cháu tiếp nào chè. Cái này làm mình làm mấy ống? À đây, bên này, bên này. Bên kia. Bạn gái này đang làm đây các bác xem bà con ở trên bản làm đấy nhá. Cho gạo vào đây thế này á. Đây này các bác này, cho đầy ư thế này luôn. Nhưng mà gạo này mình phải ngâm trước rồi ạ. Ngâm 2-3 tiếng rồi đúng không? Vâng đúng rồi ạ. Giống như xôi ấy. Cái này là gạo gạo cũng gạo mình trồng ở ruộng bậc thang mình chứ chị, hay là phải đi mua đây? Gạo này này,
gạo này chỉ trồng thôi ạ. Vâng. Dày phết nhỉ. Cái ống nứa này chắc nó phải 2 ly, 3 ly gì đấy. Hiểu với các bác đây, không mà có cả bà xã Quỳnh. Xin chào các chị nhá. Mấy lần thì cũng có hẹn với chị vợ anh trưởng thôn, chị Mụi có hẹn là đưa cả bà xã lên đây, nhưng mà mọi khi đúng đúng các hôm các con đi học nữa. Đây xin phép giới thiệu với các chị, đây là vợ em, cũng là một tay đầu bếp có một tí tí kinh nghiệm thôi, nên là hôm nay lên học hỏi kinh nghiệm của mấy chị em trên Nằm Điếu này. Vợ hay là bồ đấy? Cả vợ cả bồ. Thế nào bồ à? Vâng. Em thấy anh Quỳnh ngày xưa em gái mưa ấy chị nhờ. Trước ngày em gái mưa thôi đấy. Hôm nay cũng vào ngày thứ bảy chủ nhật nên là hai vợ chồng có một chút thời gian, các con được nghỉ học ở nhà với ông bà, nên là hôm nay sẽ lên đây cho vợ trải nghiệm cùng các chị em trên Nằm Biếu và sẽ ngủ lại đây một đêm. Hôm nay cho xin phép cho ngủ thăm nhà chị một đêm nhé. Được mà. Anh đi đâu rồi chị? Anh xuống dưới. À, anh đi ra chợ à? Hay ra trung tâm xã? Ra chợ. Không gặp. À. Không lấy gặp. Chắc là đi ngược đường nhau rồi. Hoặc là anh ấy vào thăm cô nào ở dưới kia chắc không thấy. Chắc là không có cô nào cho anh Sơn thăm đâu. Thế thì yên tâm rồi chị ạ. Chị yên tâm mà. Anh Sơn đi đâu cũng chắc không cô nào cho anh Sơn thăm. Các chị làm nhé. Mà ủa nó mình đi nó mà cái ra cho nhà lầu. Em Liếu cẩn thận cháy đùi nhé. Anh Trinh không lo cái gì. Anh Trinh chỉ lo mỗi cái đấy thôi. Thôi anh các chị cũng ở gần đây thôi con đúng không? Ở ngay đây luôn ạ? Vâng. Chị là mợ của trưởng thôn. Vâng ạ. Chị sinh năm bao nhiêu ạ? Chị sinh năm 94. 94 ạ? Hơn em 2 tuổi, em 96. Cái cơm lam này mình ngâm lâu chưa chị? Không biết chị gái. Cái này mình phải ngâm đi rồi mình mới... Ngâm đi thì nó mới nhanh chín. Vâng. Chắc chị ngâm từ sáng đấy chị. Thế ạ? Thế thì nó cũng chín nhanh thôi nhỉ? Nó cũng như kiểu mình xôi ấy. Ở trên này mình có cái lá cơm nếp không? Lá cơm, lá nếp cẩm ấy. Lá màu ấy chị, để làm xôi ấy. À, có. Có, ấy nhỉ? Có màu đen không? Không có màu đen. Màu tím tím thôi. Màu tím. Nhưng mà để nhiều thì đen, không nhiều thì tím thôi. Đấy ạ. Tím. Đen căn. Em thấy có hay sao nhỉ? Có hai loại màu tím, một màu kiểu cơm lá nó đen ấy. Đấy thì chắc tùy ngâm nhiều thôi nhé. Thế ngâm chị? Nhiều ngâm ít thì là nước nó đậm hay là nó nhạt. Vâng. Đây hả? Bây giờ mình có làm cái gì nữa không chị? Chưa. À anh vẫn đi lại đi chợ à? Đợi anh Xuân về mới biết. Vâng. Tao lo tao đến dịch quả. Vâng à. Chị chín mấy? 94 ạ. 94 hai chín. 94 hai sinh gái. Già rồi không sinh nữa. Già cái gì? 29. Hôm nay 29 thôi. 30 rồi. Vâng. Tuổi mình nên là 30. Ít thừa lớp. Những kèn à? Thừa xe. Chiếc này. Cái cây nứa này mình lấy ở gần đây không hay là đi xa chị? Ở bên kia gần gần cũng có nhưng mà không biết chị chia lấy chùa trên đấy là. Cái ống này nó dày nhỉ? Bắt tay cái này, cháu này. Mẹ ta bắt có bẻ nghĩ. Mẹ đang hẳn này. Lồng này. Lồng dọc thăm hả chứ? Tuần này tí có hoa nơi chân. Cái này chiếc. Đang ngày mới lắm. Mẹ chiếc hình thức tốt rồi nhá. Ui mày cũng căng cả lý chỗ. Này xin chị kênh để thấy cái hoa chuồng này.
Ủa. Các chị em cầm chảy ra xuống đất. Kiểu đã thế quay luôn đâu cá như thế thì đi ăn cơm đó. Luôn thì mình cũng có một con chặt. Đúng rồi đấy. Anh như thế. Chặt chặt mới ngon đấy nhỉ. Chặt mới ngon. Thế à? Tới đây. Chặt. Nướng cho cái da nó hơi vàng vàng lên một chút. Ngoài là da. Đất như thế làm sao mà phân biệt rõ ràng được hả anh? Sao phân biệt rõ ràng? Như cái này ấy. Hay quá là cháy rồi. Chỗ này hơi cháy rồi. Phải que đều đều mà. Cũng như mình que thịt ấy nhỉ. Nướng thịt cái giống này. Lại cứ. Hôm nay anh em vào từ sớm. Vừa đến đây là hơn 2 giờ một tí thôi. Hiện tại đang làm buổi chiều. Mấy chị em đang làm món cơm lam nhưng mà còn thiếu một ít cây nứa nên là chị Mụi rủ đi lấy cây nứa. Chị đi lấy ở tận đâu ấy chị? Đi xuống ở dưới. À. Đi xe đấy. Đi xe máy đi ạ. À? Vâng. Vâng. Đây là đường đi xuống để lấy cây nứa nhưng mà đường đi xuống một nhà dưới kia. Hôm trước anh em cũng đi đường này rồi. Đến chưa chị? Chị chị vội bảo đi ngay dưới này thôi à. Cái này thì ban đêm không đi được đâu, quá ở đây phía dưới này có cả ruộng các thứ của bà con. Nói chị em vùng cao mà đi xe giỏi ấy. Đi ngang với đàn ông luôn. Đi vào rừng luôn nhá. Rừng luôn, đúng. Có ổi ngon thế gì. Ừ, ở đây có cây ổi. Có quả ngon gì. Đây bên này có cây quế này, thấy chưa? Quế to nhỉ? Đấy, quế nhà mình hả chị? À, cái này phải được 2-30 năm mà có quả quế này. Đây, phía bên dưới này. Dạ, xuống xuống quyền này. Ôi, chứ không xuống được đúng không? Đến đây thì quay xe để luôn. Sợ đổ ấy. Đấy, thấy chị Mụi bảo đi một tí ngay dưới này thôi. Em đã đi hẳn mấy cây số rồi. À, đây chỗ gần nhất rồi ạ. Chỗ gần nhất rồi á. Vâng. Bây giờ hay đi lấy ớt rồi. Mang thì là đi đường to kia,
đấy là nó có nhiều chứ nhỉ? Đấy có nhiều. Ở đây mình có trồng được măng sạt không chị? Có. Có ạ. Vâng. Có măng gì nhỉ? Sắp đến mùa măng rồi đấy nhỉ? Ở trên này mình có măng ớt không chị? Trên này mình có măng ớt không? Không có. Không có quả gì đấy. Ừ. Rơi ở đây. Thế này. Cái này cỏ gai đấy. Cỏ ăn được có chị? Cái này con nghe ăn. À đây à? Quả gai á. Chưa thấy quả này bao giờ. Ta ăn nhỉ, vẫn chuột vẫn sóc nhỉ. Thế là sáng nay mấy chị em lấy ở đâu ạ? À? Cũng lấy ở đây quá. Sáng nay 6 giờ đi lấy dưới kia. Vâng. Xa nữa. Mùa này hết măng nữa rồi chị nhỉ? Hết rồi. Mùa này chỉ có những măng khô của bà con mang về phơi thôi là để nấu canh ăn ngon. Đây quá. Đây một túm rất là to luôn. Cái này. Ồ, rong dài nhỉ? Ừ. To nhỉ? Cái này lấy về làm ống điếu được đấy nhỉ? Vâng, làm được. Nhưng mà tiếc em lại không hút thuốc cơ. Tập thôi nhỉ? Không tập đâu. Đúng rồi. Đúng rồi đấy. Nhầm. Sao đã? Nên lấy bên này đấy. Dạ. Bên gốc nó ở bên trên à? Vâng. À. Thế lại lộn lại. Đây các bạn, anh em lấy, bà con ở đây lấy cây để làm cơm lam thì phải lấy cây non nhé. Bên trong nó có lớp giấy. Sau khi mình tước ra nó có một lớp giấy nó dính vào cơm lam, nó cực ngon luôn. À, lấy đầu này là phải lấy đầu dưới à chị? Đúng rồi đấy. Lấy lộn lại. Lộn lại. Còn đến mang về nhà để làm. Để làm ống điếu mà thì mang về cho ông hai cái. À không, làm ống điếu tí chỉ vào tròn cái già ấy, như cái này ấy. Cái này nó ăn thề về nhà là kiểu nó héo cái này. Héo cũng được. Héo thì không nên hút đâu. Nhưng mà đây lấy dài quá không chị? Nhỉ? Yeah. Cái này phải được 80 phân rồi, 80 phân đến 1 mét rồi. 1 mét rồi quá. Đây chị vừa lấy xong ống để làm cơm lam rồi, bây giờ chị lấy ống để cho anh em mang về làm ống điếu nữa được không? Anh Xuân có hút thuốc lào không chị nhỉ? Anh Xuân không hút. À, anh không hút ạ? Vâng. Anh Xuân không hút thuốc lào mà lúc nào đến nhà mới không có ống điếu hút đấy. Vâng. Anh em đến nhà thì ống điếu cũng hỏng hết rồi. Anh Xuân còn không biết làm ống điếu ấy. Em còn không biết làm đâu. Rơi đây vâng. Đây chị ở nhân tiện lấy hộ anh Ninh này, anh Trinh này, anh Kiên mỗi người một cái ống điếu luôn. Đủ chưa? Đủ đấy. Ba cái. Một nhỉ? Ba cái thôi. Thôi em phải được một cái chứ nhỉ? Em không lấy đâu. Vâng, em không hút mà. Cho bố ấy. Sắp bố ở nhà có hai cái rồi. Thế thì là cần được. Đây chị còn thấy cây chuối kia có bi chuối nó to. Nên là xuống chặt luôn các bạn. Cây chuối này phải cao hẳn 6 mét quá chị. Cẩn thận nhá. Cẩn thận nhá. Không nó đổ vào người đấy. Hôm trước mấy chị em gái đội múa đấy cũng lên rừng để lấy bi chuối được hẳn một bao to cơ. Nghe anh em bảo là cái chuối rừng này càng chặt là nó càng mọc nhiều. Với lại chuối rừng này không ăn được đâu. Chỉ lấy quả nó về phơi khô xong rồi để ngâm rượu thôi. Cẩn thận nhá chị nhá. Lại nó đổ sang bên kia được không ạ?
tăng nghiêng sang bên kia rồi. À đây, sang bên này. Thật đấy nhá. Cái bi chuối to thế. Cái này mà nộm phải được 3 đĩa quá. Nhỉ. Cái hai gốc kia biết có không? Cái gốc kia này biết có gốc to lắm mà nhỉ. Hôm trước mấy chị em đi lấy xa không chị? Em đi lấy xa hơn ạ. À? Ừ, đi qua đường kia. Cũng đi xe máy đi quá. Đi xe máy đi. Có một đoạn là bộ. Vâng. Phải lấy hai quá. Cái gì đây? À, cây nó mắc. Mắc hết cây. Bây giờ chỉ lấy cái này, cái ống già này ra nhỉ? Nhiều quá chị. Quần không được hết đấy. Cái ống già riêng này. Ống già riêng á? Ừ, to quá, quần không hết rồi. Như lại dơ đấy, nhiều quá này. Đây này, đây có cây lá to đấy. Được. Em buộc tạm đã. Ừ. Đi chẳng xe rồi này. Đi xe đi. Sắp đến một cái sâu rồi đấy kìa. Đây cả chú Quyền cũng dính hết, chú Quỳnh cũng dính hết này. Ừ. Đấy, thế là này. Đi cùng chỉ mũi đi một tí thôi nhưng mà được chiến lợi phẩm về. Món này là món gà rừng đấy. Luộc lên ăn thì thôi rồi. Con sắp đấy. Con sắp rừng đấy. Ở đây mình cũng trồng được nhiều quế gì chị nhỉ? Mà mỗi ngày có một tí. À. Mà nhiều nhất là của anh Hín với anh Thu là nhiều nhất thôi. Vâng. Chắc phải HA đấy chị nhỉ? Đây hai anh em cùng hai bạn gái đã đi lấy được đồ về rồi. Cái gì đấy thực? À thì có việc làm. Ở trong nhà. Đấy, ngoài nhớ này. Đâu ơi, sao vẫn chưa về à? Anh Sơn phải đi sửa máy rồi. À. Ừ, kẻ làm được mấy thứ này. Em chào chị nhá. Chào mấy chị em. Cái này không phải là à, đây là rau anh vừa mang về hay là mấy chị vừa đi nhặt về? Thì là chắc anh mua về. Anh Xuân mua về. À. Đi về. Anh Xuân đi hái tận nghiến lộ. Anh Xuân hái rồi nghiến lộ. Mà lại chưa được lại. Hôm nay thầy có nhiều món rau và có cả nấm các thứ các. Hôm nay mình đang định làm món gì đây, vừa bàn vừa. Em không biết đâu. Đây là anh đi hỏi chủ nhà ấy. Em vừa sang nhà cho ăn cái gì đi ăn. Đúng rồi. Chị có chị anh thả cổ á. Đúng không? Đây bên đầu bếp toàn là cánh chị em phụ nữ, toàn các chị em gái xinh gái này, dẻo tay, muốn đẹp, muốn đẹp này. Hôm tổng kết trên video hai vợ chồng về nhà cứ xem đi xem lại. Chị Mùi bảo vừa dẫn đi lấy ống nứa này về để làm cơm lam này. Ngay dưới này thôi, đi một tí rồi đi mãi mới đến. Đi một tí thôi, đi được 2 tí. Đi một tí thôi mà cần cái này mình ngâm lâu không chị? Gạo này ngâm từ sáng. À, thế ngâm hẳn mấy tiếng liền rồi đấy. Nay mà phải nói món cơm lam này cách đây mấy năm rồi em mới được ăn đấy.
Hồi bé thì ở nhà thì ông hay làm. Ui, này cứ tập quân. Tập quân thì tăng tụ quấn thế đó mà người ta nó phải. Ừ, chẳng đủ là ghê, cứ đủ 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 cảm tổ trực tiếp tổ thấu to. Đây sau khi khoảng phải mất 2 tiếng rồi đấy chị nhỉ? Mà thì bên này anh Trinh đang chặt con cá các bạn, vừa chặt vừa nuôi ngan luôn. Chị chưa nguội đâu quá, nóng không? À. Đây, món chấm lam sau khi lam chín xong thì sẽ tước vỏ dần các bạn, chỉ lại để lại một lớp mỏng mỏng ở bên trong thôi chị nhỉ? Ui, mày đồ ở bảo đây. Bạn gái chị bắt xem nào. Em không thảo cái này đồ. Cái này phải thật khéo tay với lại rau nó hơi sắc sắc tí nhỉ. Không là ăn vào trong. Bóc như kiểu bóc mía ấy. Cho mày lổn đi. Biết hết em líu rồi. Mưa chỉ chả mưa. Chết có chết như toàn bảo vậy. Vui đây các bạn ạ, sau khi chị em tước xong vỏ bên ngoài thì sẽ cắt thành từng khúc một. Khúc một, khúc một. Em thấy thơm thơm dần rồi đấy chị ạ. Ra là mùi thơm thơm này thôi nhưng mà không biết lúc cái chảy cái mùi nó ở đâu anh ơi. Có chị ạ. Đã có mùi thơm thơm này chắc chắn là ăn sẽ rất ngon này. Cái gì đấy mà tan này, cái gì mà tan rồi này.
về mà yêu tua bùa để tua bùa ha cậu ạ đại cái này bốn lẻ này lỗ bùa cả nó phan đủ à đủ bốn lỗ phan anh nhá em nói thật cái này không quên anh Xuân ạ. Này em đang bảo đến đây gia đình mình với lại anh chị em ở đây cứ làm nhiều món ngon này chắc là phải trực ở đây mấy hôm ấy trực ở đây dài dài đấy mới lên đến đây là như này là có cái gì ngon đâu ở đây thì lên rừng thì ăn rau ăn cỏ cùng bà con cao thôi. Ui thế này thì cứ cứ trực ở đây dài dài luôn. Nhưng mà được ăn được thưởng thức cái món ngon giống như là em gái. Đây lúc nãy vừa vào trong bếp thì tìm không thấy bạn thức đâu nữa rồi. Tìm mai hóa ra mới thấy các chị em gái ở trên bàn đang mặc đồ phụ nữ người Dao trên bàn rồi. Bốn anh em, anh Trinh đang cầm máy quay nên anh em vào đây thì cũng có mặc bộ quần áo hôm trước bà con trên bản thiêu tặng anh em, rất là đẹp luôn. Hôm đấy thực sự là anh em rất là vui với bà con và cũng có một chút kê rượu nữa các bác. Thực sự là rất là cảm ơn những cái tình cảm của bà con. Thế nhưng mà khi mà về đến nhà thì anh em xem kỹ mới thấy được những cái họa tiết ở trên chiếc áo ngực đây này.
đây là cái lời cảm ơn của bà con. Đây, anh em nào cũng có. Đó. Ô, bên mình trái có. Bên trái này là có bông hoa này. Đây, mỗi anh em có một bông hoa này. Và phía dưới này là tiếng gọi vùng cao viết tắt đây. Và bên này là có tên của anh em. Tôn đây quyền. Là A Quyền. Tôn Quyền. Tôn Quyền các bạn nhé. Tôn Quyền. Tôn Quyền. Đây là An Ninh này. Em mà biết cô gái nào theo cái chữ và sự cảm ơn này và tính vào vùng cao này phải chúc cô gái ấy hai ba chén rượu mới được. Mà lên bản để bắt vợ các bác ạ. Đây, hôm nay là có chú Quỳnh là chú rể, còn bên này là Sĩa Thưng. Thế nào? Ai mà đọc hai like đi. Hôm nay lên bản bắt kiểu gái sao ấy. Này A Quỳnh lên bản thì là một thành chú rể người Dao rồi. Hôm nay lên bản bắt được cô gái Dao nữa. Thực sự rất là hồi hộp các bác ạ. Năm nay là năm thứ 10 của vợ chồng A Quỳnh, đúng tròn 10 năm kỷ niệm ngày cưới, nên là rất là cảm ơn bà con trên bảng. Năm cưới đầu tiên của vợ chồng A Quỳnh là năm 2013. Năm nay cũng tròn 2023, tròn 10 năm. Cảm ơn vợ rất nhiều. Cảm ơn em đã đồng hành cùng anh trong 10 năm qua. Hôm nay anh em tin. Anh em tin định chôn A Quỳnh nhưng mà không thành. Sổ đâu, xinh mà. Sổ, thô. Thật mà anh ạ. Xinh mà quá, xinh mà luôn rồi còn. Ông bà và chồng đã lâu hôn thêm một thì nó thêm lâu lại tình cảm mà. Hôn thì vẫn hôn nhưng mà có điều là hôm nay ở đây không dám thôi. Mình phải thừa nhận với nhau và phải thành thật với nhau là như thế. Đấy, đúng không? Thì thả bà hôn một lần đã mê. Thôi, hôn là thôi. Và được biết thì lúc nãy thì chị Mụi, phu nhân của anh Xuân trưởng thôn cũng đã sắp xếp giường tân hôn. Hôm nay lên bản thì trở thành Tôn Quyền, Tôn Ninh, Tôn Quỳnh, Tôn Trinh nữa thì là thành Tôn đấy, Tôn. Tôn dịch ra tiếng Thái là hơi căng đấy các bác ạ. Cơm làm cháy rồi. Mày quay với A Hải, tao mới chịu ăn nóng cầu. Mày này nhỉ? Cái hả? Cái ăn mà. Chén to, còn chú chén nhỏ, cái hiểu đấy nhỉ? Có lẽ ra. Có lẽ xin phép tất cả mọi người. Hôm nay là niềm vui của bà con nhân dân thôn Nậm Điếu. Chúng ta sẽ được một cây cầu do bốn anh em trong team Tiếng Gọi Vùng Cao là đỡ đầu và kêu gọi các mạnh thường quân góp tiền giúp và cả bà con nhân dân thôn Nậm Điếu, Nậm Mười chúng ta cùng đóng góp công sức để làm được cây cầu khang trang tuyệt vời và đã làm lễ hoàn thành bàn giao cho chúng ta để đưa vào sự khai thác sử dụng.
hôm nay trong cái tuyệt vời đấy thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại, coi như là một cái buổi cảm ơn và cái buổi chuyện trò, không biết nói gì hơn. Đêm nay thì chúc tất cả mọi người chúng ta luôn có một sức khỏe dồi dào và uống rượu hết mình. Mời các bạn ăn cơm nhá. Cảm ơn anh. Các bạn ơi, khi mà trong một cái không khí và cái không gian cái se lạnh của mùa đông thì hôm nay rất là vui và hạnh phúc khi anh em kênh được một lần nữa trở lại với thôn Nậm Biếu. Rất là cảm ơn những cái tình cảm của bà con. Và trong quá trình làm công trình cống Nậm Biếu ấy, thì có rất rất nhiều những các bác khán giả đã gọi điện đến cho A Quyền cũng như là nhắn tin. Không biết là anh em trong kênh thì thế nào, nhưng mà anh A Quyền cũng nhận được những cái tin nhắn và những cái cuộc gọi của các bác có dành cho bà con thôn Nậm Mười, Nậm Biếu và Háo Pành những cái tình cảm rất là sâu sắc. Và hôm nay cũng nhân dịp buổi tổng kết cũng như là cho các bạn ở trong đội văn nghệ và các bạn ở đầu bếp trong cái buổi tổng kết công trình cống Nậm Biếu thì cũng một lần nữa kênh được ghi hình lại những cái kỷ niệm đẹp cùng với bà con. Và hy vọng rằng sau khi mà bữa cơm ấm cúng này kết thúc thì chúng ta sẽ cùng một lần nữa được lắng nghe những cái tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn hết sức là đặc sắc của bà con thôn Nậm Biếu. Xin cảm ơn tất cả tình cảm của bà con. Và có lẽ là sau cái bữa cơm hôm nay hoặc là về mãi mãi về sau nữa, khi mà anh em không còn những cái chương trình ở trong thôn bản nữa, sẽ đến một cái bản làng mới, một cái công trình mới, thì cái tình cảm của anh em vẫn dành cho bà con nguyên vẹn như ngày đầu, sẽ rất nhớ bà con. Cảm ơn tình cảm của bà con. Em mời anh chị nhá. Vâng, mời anh em nhá. Mời tất cả nhá, mời An Ninh, mời A Quỳnh. Mời cả nhà, A Trinh nhá, cả nhà nhá. Tay đâu, tay đâu, tay đâu. Rượu đâu. Dô cái nhờ, dô cái nhờ. Dô, hai, ba, dô. Dô, hai, ba. Dô, hai, ba. Hai, ba. Chưa có rượu vào, vẫn có thiếu nhỉ. Nào, hai, ba, dô. Rượu vào, dô.
Ui. Đây.